bốn kiểu uống nước là kẻ thù của huyết áp. Ai mắc phải thì nên sửa ngay. Đồ uống cũng ảnh hưởng đến huyết áp nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó. Nếu đang mắc phải những kiểu uống sai lầm này thì bạn nên điều chỉnh lại ngay chấm một. Uống quá nhiều rượu bia. Bệnh nhân cao huyết áp cần hạn chế uống rượu. Trung tâm Y tế Mayo Clinic. Mỹ cho biết uống nhiều hơn 3 ly rượu mỗi ngày có thể làm tăng huyết áp tạm thời và uống rượu thường xuyên có thể làm tăng huyết áp kéo dài nghiên cứu từ Đại học Tim Mạch Hoa Kỳ được trình bày tại phiên khoa học thường niên lần thứ 68 của họ, cho thấy uống từ 7 đến 13 ly rượu mỗi tuần có liên quan đến việc tăng huyết áp ở hơn 17.000 người trưởng thành. 2. Uống quá nhiều đồ uống nhiều đường Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết uống các loại đồ uống như soda hoặc nước trái cây có nhiều đường bổ sung có thể tác động tiêu cực đến huyết áp. Chuyên gia dinh dưỡng người Venezuela, Edible Quintero nói rằng, Đồ uống nhiều đường làm tăng huyết áp động mạch và có thể gây nguy hiểm cho người tăng huyết áp. Vì lý do này, nên tránh các loại nước ép trái cây nhiều đường bổ sung. Thứ kích thích sản xuất cholesterol xấu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Một đánh giá từ tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ đã kết luận rằng dựa trên các nghiên cứu mà họ đã điều tra, đồ uống nhiều đường có liên quan đến tăng huyết áp. Do đó, thường dẫn đến tăng tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp. 3. Uống quá nhiều nước tăng lực Uống quá nhiều nước tăng lực cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và nguy cơ tăng huyết áp. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, Lindsay Delk, cho biết, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước tăng lực có thể gây tăng huyết áp. Lý do là cà phê in trong nước tăng lực có thể khiến huyết áp của bạn tăng lên. Uống nước tăng lực hàng ngày thậm chí còn khiến huyết áp tăng cao hơn so với việc thỉnh thoảng mới uống. Và hãy nhớ đừng bao giờ kết hợp nước tăng lực với rượu chấm 4. Uống quá nhiều cà phê uống quá nhiều cà phê cũng tác động tiêu cực đến sức khỏe và nguy cơ tăng huyết áp chuyên gia dinh dưỡng người mỹ vinc andra rất lô phân tích các loại đồ uống có chứa cà phê in như trà cà phê nước tăng lực và một số loại nước ngọt có ga có thể làm tăng huyết áp lý do vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê in có thể làm tăng huyết áp những ảnh hưởng này của cà phê in thường ngắn hạn nghĩa là huyết áp tăng tương đối nhanh sau khi uống đồ uống có chứa cà phê in tác dụng phụ này của cà phê in có thể kéo dài hoặc không kéo dài phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm tần suất một người uống cà phê in và mức độ họ uống nếu bạn thích cà phê nhưng lại bị huyết áp cao